Rất vui gặp lại quý hàng các bạn đang cùng quay trở lại kênh YouTube của HD Radio. Thưa quý hàng các bạn, trong thời gian vừa qua, HD Radio có nhận được khá nhiều các câu hỏi và trong cùng một phân khúc loa như lựa chọn chiếc loa CS450 của Anhok hay chiếc loa JBL On The Go. Và để trả lời cho câu hỏi đó thì ngày hôm nay HD Radio sẽ làm một clip test trải nghiệm cũng như so sánh hai chiếc loa này để giúp quý hàng các bạn có sự lựa chọn cho nhu cầu mục đích sử dụng của bản thân mình. Và trên màn hình quý hàng các bạn đây đó chính là chiếc loa JBL The Go và chiếc Anhok CS450. Trước hết chúng ta sẽ điểm qua thiết kế của hai mẫu loa này. Chiếc loa On The Go có thiết kế hiện đại, đẹp mắt, có độ hoàn thiện sản phẩm cực kỳ chi tiết. Loa mang tính di động cực kỳ lớn với việc thiết kế hai tay sách cũng như có dây đeo ở đây. Mặt trước của loa là lớp EK bằng sắt bảo vệ các củ loa phía trong. Thân loa được cấu tạo từ nhựa cao cấp. Mặt trên của loa là các tín hiệu chỉnh chức năng. Mặt sau của loa là lớp da, bên trong có lớp đệm giúp các bạn êm ái trong quá trình di chuyển. Về kích thước của loa có chiều rộng là 49cm, có chiều cao là 24cm và chiều sâu của loa là 22cm, cùng với trọng lượng của loa là 7.5kg. Và tiếp theo là chiếc loa CS450 của Anhok. Như các bạn thấy thì chiếc loa này có thiết kế hình chữ nhật là ngang, khá là phổ biển so với chiếc loa JBL On The Go. Loa được làm từ gỗ và bao bọc bởi lớp da phía ngoài. Mặt trước của loa là lớp e căng bằng vải dệt giúp bảo vệ các củ loa phía trong. Phía trên của loa được tích hợp với tay sách giúp các bạn dễ dàng trong quá trình di chuyển. Các tín hiệu chỉnh chức năng cũng được tích hợp mặt trên của loa giúp các bạn hiệu chỉnh cách đơn giản trong quá trình sử dụng. Về kích thước của loa, loa có chiều rộng là 53cm cộng với chiều sâu là 33cm và chiều cao là 36cm. Trọng lượng của loa là 14kg các bạn nhé. Và vừa xong chúng ta đã điểm nhanh thiết kế về hai mẫu loa này. Còn về công suất loa thì sao? Với chiếc loa JBL On The Go có công suất là 100W, trong khi đó chiếc loa Anhok CS450 có công suất là 150W. Điều đó có nghĩa là chiếc loa CS450 chúng ta sẽ chơi ở không gian lớn hơn và phục vụ cho lượng người nghe nhiều hơn. Về tính năng đặc biệt có trên hai chiếc loa này thì sao? Đối với chiếc loa JBL On The Go này được hãng tích hợp tính năng bass boost giúp cho tiếng bass của nhạc mạnh mẽ uy lực hơn. Cộng với đó là tích hợp giải đèn led phía trước giúp cho chiếc loa này hoạt động ấn tượng hơn. Còn với chiếc loa CS450 này được hãng trang bị ứng dụng karaoke giúp các bạn có thể chọn bài qua điện thoại cũng như máy tính bảng một cách thông minh và tiện lợi nhất. Còn về các cổng kết nối có trên hai chiếc loa này, cả hai chiếc loa chúng ta đều được trang bị các cổng kết nối như AUX, cổng guitar, cổng phát USB và phát nhạc không dây qua Bluetooth. Và đặc biệt trên chiếc loa CS450 của chúng ta sẽ được trang bị thêm một cổng kết nối quang học giúp các bạn có thể kết nối với các thiết bị có âm thanh cổng quang, ví dụ TV hoặc là đầu phát. Về các phím chức năng có trên loa thì theo mình thấy chiếc loa CS450 được hãng trang bị rất nhiều các phím chức năng điều chỉnh cho cả phần mic và phần nhạc. Trong khi đó chiếc loa JBL On The Go hãng chỉ thích hợp các phím chức năng điều chỉnh cho phần micro mà thôi. Về phần phụ kiện thì cả hai bộ sản phẩm này đều được hãng kết hợp hai tay micro giúp các bạn để ca hát trực tiếp mà không cần đầu tư thêm mic ngoài. Còn về phần dung lượng của pin, về thời lượng thì mình thấy là khi dùng liên tục hai mẫu loa này có thời lượng từ khoảng 3 đến 5 giờ đồng hồ tùy theo âm lượng như là mức và thể loại nhạc các bạn nghe. Và tất cả nó chỉ là trên lý thuyết, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test thử bộ sản phẩm này để đánh giá một cách khách quan nhất nhé. Nhớ đường lạnh nhìn em thoáng qua, ta hơi đang trôi.
ngày trong lúc này em có một người thế thay, họ cho em nhiều bên em sớm tối luôn chiều, còn anh chỉ là giống như người lạ thoáng qua, đâu đến tận cùng nhưng vẫn giả vờ hạnh phúc. Phải chi bây giờ tất cả chỉ là giấc mơ, một thương ai chờ em đi anh cũng không ngờ, đành ôm cô đơn mình anh với đi. Năm tháng yên đêm yêu em chẳng cần đau đớn, vậy mà em nắm tay anh rồi buồn đau anh không, anh than với trời thương thật lòng, sao anh nhận lại bằng khó nhành hoa thay. Về cá nhân mình cảm nhận thì thấy về phần hát chiếc CS450 này có phần nhỉnh hơn so với On The Go, còn về phần nhạc thì chiếc On The Go có lực đánh bass căng hơn, vẻ chết thì tươi sáng hơn so với chiếc CS450 này. Về tiêu chí lựa chọn thì các bạn có thể lựa chọn trong các tiêu chí sau, ví dụ như các bạn là hay di chuyển, thích sự trẻ trung, năng động và kích thước nhỏ gọn, chiếc On The Go này là một lựa chọn rất là hợp lý. Còn đối với các bạn nào mà hát nhiều để cố định gia đình hoặc ít di chuyển thì chiếc Amnos CS450 là một lựa chọn không thể bỏ qua. Hiện tại hai chiếc loa này có giá ở phân khúc 7 triệu đồng. Các bạn quan tâm có thể ghé thăm showroom của HD Radio để tự mình trải nghiệm và đánh giá thực tế hai bộ sản phẩm này. Còn đối với các bạn ở xa không có điều kiện đến tận nơi để trải nghiệm, có thể gọi điện cho chúng tôi số điện thoại 1800 0042 để các bạn cổ động viên tư vấn và hỗ trợ mua hàng. Và nếu thấy clip hay và hữu ích hãy like, subscribe kênh YouTube của HD Radio. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại với hàng bạn ở những video clip tiếp theo. Xin chào. HD Radio, nâng tầm giá trị giải trí.